cái lĩnh này chỉ phục vụ trong cái buổi đào tạo đấy ạ. Còn sau khi họ đến đơn vị thì các chị cũng sẽ không có tác ở trên cái lĩnh này đâu, bởi vì lĩnh này là các chị mở trong cái quá trình đào tạo thôi. Buổi sáng em sẽ làm các chị phần kế hoạch, thành kế hoạch. Buổi chiều thì em...